Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cặp đôi ông già Noel xinh xắn hình trái tim như thế này ha Đây là mặt trước nè Còn đây là mặt sau ha Mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn một size cụ thể Mình có hướng dẫn thêm tăng size đối với những bạn nào mà thích móc to hơn ha Thì đầu tiên tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một đút rồi móc lên cho mình 8 mũi móc xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Tất cả các size các bạn đều móc lên cho mình 8 mũi móc xích để mình tạo cái phần đáy nha Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích Móc vào chân thứ 8 một mũi móc đơn Sau đó mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng nha Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mũi thứ ba vào chân thứ ba nè mũi thứ tư vào chân móc thứ tư móc đơn thứ năm vào chân thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu và móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy sau khi đã có được bảy mũi vào bảy chân rồi thì chân cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình ba mũi móc đơn cùng chân móc mình có ghi công thức trên màn hình ha các bạn có thể làm theo công thức cho dễ mũi thứ ba nè sau khi chân cuối cùng đã có được 3 mũi tạo được một cái độ cong như thế này thì mình di chuyển kim đến các chân bên này. Các bạn sẽ móc cho mình 6 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc thì mình nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Ta có móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp rồi còn lại chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên ta móc mũi móc đơn đầu tiên. Chân đó mình đã có một mũi móc đơn rồi, tiếp tục móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là cộng lại mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng này bằng với số mũi móc của cái cộng đầu tiên ha. Để kết thúc vòng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhưng lưu ý khi kết thúc vòng nó sẽ bị những cái điểm g. Các bạn nhớ guốc lại cho cái sợi len của mình sát với đầu kim sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây một mũi dời kéo dài sợi len một tí sau đó mình guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ta sẽ không có bị điểm g khi mình kết thúc hàng ha móc lên một mũi móc xích hàng đầu tiên của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 18 mũi móc đơn ha hàng thứ hai chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn tiếp tục móc 6 chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn lẻ thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu được 6 mũi móc đơn lẻ mỗi chân rồi ba chân móc kế tiếp sẽ là ba chân móc mà mình móc vào cùng một chân ở phía dưới thì ba chân này mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc và chân thứ ba tương tự ha móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi đã có cho mình được 3 chân móc mỗi chân móc hai mũi móc đơn rồi thì sáu chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu. Lúc này còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân này cũng là hai chân mà mình móc vào cùng một chân phía dưới. Các bạn cũng móc mỗi chân là hai mũi móc đơn. Chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn ha. Sau khi kết thúc cái vòng này cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Ta hoàn tất được vòng thứ hai. Vòng thứ hai của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Tiếp tục đến vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba thì móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ tạm gọi cho mình đây là một cụm nha. Cụm của mình sẽ gồm một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Khi móc được một cụm rồi thì 6 chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Được 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của cái cụm mà ta móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc á. Thì mình sẽ móc 6 chân liên tiếp đó. Các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm tương tự như cụm đầu tiên nè. Cụm của mình sẽ là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai, một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Sau đó sẽ là cụm thứ ba ha, một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được tổng cộng là ba cụm móc như thế này. Kết thúc được ba cụm này thì sáu chân liên tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. tương tự ha móc được 6 mũi móc đơn rồi thì còn lại các chân cuối cùng móc cho mình hai cụm tương tự các bạn sẽ móc cho mình cụm là một móc đơn sang hai móc đơn cùng chân móc nè khúc này thì mình sẽ có hai cụm ha cụm đầu tiên nè và cụm thứ hai sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng sau khi kết thúc vòng thứ ba thì mình sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc đơn tiếp tục kết thúc ha cuốc lại nè và móc lên một mũi móc xích hàng kế tiếp thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ của mỗi cụm thì cái cụm của hàng bên dưới của mình là một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc đây thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân khi đã có được hai mũi móc đơn vào mỗi chân rồi nè tăng được tịnh tiến một mũi rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc như vậy là ở hàng móc thứ tư này mình sẽ có cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân ta sẽ gọi là một cụm ở đây ha được một cụm rồi sáu chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục sẽ móc cho mình ba cụm tương tự như cụm đầu tiên ha thì cụm ở hàng này của mình là hai móc đơn mỗi chân sau đó là hai móc đơn cùng chân móc nè ta sẽ có được cụm đầu tiên nè tiếp tục cụm thứ hai ở ba chân móc kế tiếp ha hai móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân. Cụm thứ ba ở ba chân móc kế bên. Hai móc đơn mỗi chân, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Khi hoàn tất được ba cụm liên tiếp như thế này thì sáu chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. tương tự như cái hàng móc thứ ba thì mình cũng còn lại hai cụm cuối cùng hai cụm cuối cùng của mình cũng là hai móc đơn mỗi chân sau đó là hai móc đơn cùng chân ha ta có được cụm đầu tiên nè cho cái góc cuối cùng này nè tiếp tục cụm thứ hai cụm thứ hai sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha sau khi móc đến kết thúc vòng thì ta cũng tăng được 6 mũi cho vòng móc này vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 36 mũi móc đơn ha Móc lên một mũi móc xích tiếp tục hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự như hàng bên trên tức là ta sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì cái hàng phía dưới cụm của mình là hai móc đơn mỗi chân và hai móc đơn cùng chân thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên mình sẽ có 3 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân ha đối với những bạn nào mà muốn tăng size thì mình cứ tăng dần cái số mũi móc đơn lẻ lên mình sẽ có là một cụm nè ba mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc tăng tịnh tiến được một mũi rồi ha tiếp theo sẽ là hai móc đơn cùng chân móc nè được một cụm rồi tiếp tục sáu chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn kế tiếp nữa sẽ là ba cụm liên tiếp sau đó là sáu mũi móc đơn mỗi chân và hai cụm cuối cùng mình cứ theo công thức như vậy lần lượt cho các hàng móc tương tự ha những bạn nào mà muốn tăng size thì cứ tăng cho đến khi mình đạt được cái kích thước ở cái phần đáy bằng với kích thước mà các bạn mong muốn là được Đối với cái mẫu này thì mình sẽ kết thúc tổng cộng là 5 hàng móc cho phần đáy nè Cụm của mình sẽ là 3 mũi mỗi chân và 2 mũi cùng chân ha Những bạn nào mà tăng size thì cứ tăng thêm cho mình nha Và vòng móc cuối cùng này của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 42 mũi móc đơn Tạo ra 42 chân móc cho vòng móc kế tiếp Thì vòng móc kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa các bạn sẽ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc để mình móc cái phần thân trên á. Móc đều tức là mình sẽ không tăng mũi. Không tăng mũi tức là sẽ không có cái chân móc nào mà ta móc hai mũi cùng chân móc nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân, từ cái phần chân phía dưới lên cái phần đỉnh đầu bên trên ha. Ở đây mình có thay màu nè thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay các cái màu này khi mình đã lên được hai hàng móc đều màu vàng rồi nè hàng 6 và hàng 7 rồi thì đến hàng 8 và hàng 9 mình sẽ thay màu các bạn móc lên một xích sau đó kéo và cắt len hàng thứ 8 mình thay màu nên đưa cho mình sợi len mình cần thay ra phía sau nè ở cái sợi len thừa này phía trước nó là chân mình móc mũi giờ kết thúc thì phía sau sẽ là cái chân mà mình quốc nhỏ lại cho nó không có bị điểm g nè ta sẽ đâm kim vào chân móc đó sau đó đưa sợi len ra phía sau và kéo sợi len qua cái chân của mũi dời đó móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng ha thì hàng 8 và hàng 9 sẽ có cái số mũi móc cũng bằng như hàng 6 và hàng 7 luôn nè mỗi vòng móc mình sẽ có 42 mũi móc đơn vào 42 chân móc sau đó các bạn sẽ tiến hành thay cho mình thêm nhiều màu tùy thích ha. Và cách thay màu cũng tương tự. Khi thay màu thì ở đây mình sẽ có hai hàng màu trắng, bốn hàng màu vàng và sáu hàng màu da ở bên trên. Ta sẽ có đến hàng thứ 15 rồi. Bây giờ hàng thứ 16 mình sẽ tiến hành bo lại cho cái phần đầu của mình nó khít lại ha. Đối với những bạn nào mà muốn tăng size thì cứ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc đến khi đạt được độ cao nhất định nha. Sau đó mình sẽ tiến hành đếm cái số mũi móc ở vòng cuối cùng là bao nhiêu mũi. Khi đã có được số mũi móc của vòng cuối cùng rồi, các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc đó chia cho 6. Ở đây của mình 42 mũi chia cho 6 được 7 mũi. 7 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình như sau ha. Mình sẽ móc năm chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm khi có được 5 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân thứ sáu và chân thứ bảy là cái chân mà mình vừa chia được ha thì hai chân đó mình sẽ tiến hành chậm mũi nè cách chậm thì như sau ta sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài của chân móc thứ sáu đâm từ ngoài vào trong nè chân móc thứ sáu sau đó đưa kim ra phía ngoài và đâm từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài của chân thứ bảy trên kim được 3 đường kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha 5 mũi mỗi chân và 2 chân chụm mũi Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng Mình sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc tương tự như vậy ha Đối với những bạn nào mà tăng size khi mà mình giảm sai cũng vậy cứ lấy tổng số mũi mà ta có được chia cho 6, sau đó mình chụm hai cái chân móc cuối cùng mà mình chia được ha, lại thành một chân là được. Hàng này thì mình sẽ có 5 mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai chân chụm mũi ha, cũng lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân uh, thứ sáu và chân thứ bảy là hai cái chân cuối cùng nha đường móc bên ngoài nè và đường móc bên ngoài của chân thứ bảy kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai ta được cụm thứ hai sau khi đã móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này ha giảm đi được 6 mũi tiếp tục kết thúc vòng nè Thì cái vòng này nó sẽ giúp cho cái đỉnh đầu của mình nó có cái độ bo nhỏ lại ha. Hàng kế tiếp thì các bạn cũng tiến hành giảm mũi cho mình. Thì giảm mũi nó khác với cái hàng tăng mũi phía dưới. Hàng tăng mũi thì mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân. Còn hàng giảm mũi thì mình sẽ giảm đi một mũi cho từng hàng móc. Ở đây mình có 5 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Thì kế tiếp sẽ là 4 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi ha. được bốn mũi mỗi chân rồi nè thì hai chân kế tiếp chụm lại thành một mũi. Cách chụm thì cũng tương tự như các cái mũi chụm ở hàng bên trên ha. Thì hàng này mình sẽ có được cụm móc như thế này, 4 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Móc tương tự cho đến cuối hàng thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này, giảm được 6 mũi. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi cho từng hàng móc giảm cho đến khi mình còn lại được tổng cộng là 6 cái mũi chậm liên tiếp ha lưu ý cho mình nè khi các bạn móc giảm cho mình đến một cái đoạn nào đó mà có một cái khoảng vừa phải thì các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong sau đó mình sẽ tiếp tục móc cho đến khi mình có được 6 mũi chậm liên tiếp và ở đây có một lưu ý nhỏ nè khi các bạn cứ giảm cho mình theo công thức á, thì hai cái mũi mà mình chụm chân nó sẽ nằm chồng lên nhau nó bị cái điểm gốc ha nó không có được đẹp cho nên các bạn có thể đảo công thức cho mình thì cách đảo công thức mình sẽ đảo ở những hàng móc có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn. Ví dụ như hàng này của mình thì các bạn sẽ móc 2 mũi mỗi chân. Tiếp tục là 2 chân chụm mũi. Sau đó sẽ là 2 mũi mỗi chân. Thì những cái hàng có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn mình sẽ có cụm móc như thế này. 2 mũi chân nè, 2 chân chụm mũi và 2 mũi chân. Cộng lại mình cũng có 4 mũi mỗi chân xen 2 chân chụm mũi ha. Và lúc này những cái mũi mà mình chụm chân nó sẽ nằm so le với nhau chứ nó không nằm chồng lên nhau nè Công thức đảo thì mình cũng có để ở trên màn hình ha Mình sẽ móc xen kẽ cho đến khi đạt được một cái khoảng vừa phải Sau đó nhồi gòn vào bên trong Khi nhồi gòn thì các bạn nhớ nhồi cho mình vừa phải thôi Giúp cho cái phần thân nó có cái độ phòng vừa phải thì mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình còn lại một hàng cuối cùng có 6 mũi chụm liên tiếp sau khi đã hoàn tất được đến hàng cuối cùng có 6 mũi chậm liên tiếp rồi, các bạn sẽ tiến hành cắt len. Mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng cho mình kim khâu, xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Lúc này mình sẽ có 6 mũi chậm liên tiếp tạo ra 6 chân móc. Thì 6 cái chân móc đó các bạn lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong đường móc nằm bên ngoài của 6 chân đó ha. Chân đầu tiên nè, chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư, chân thứ năm và chân móc thứ sáu. Sau đó mình sẽ kéo thật mạnh cho cái vòng tròn của mình nó khít lại. Ta sẽ hoàn tất cái phần đầu như thế này. Các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong ha. Mình có thể giấu vào luôn bên trong thân của ông già Noel nè. Sau đó cắt cái đoạn len thừa đi ha. Như vậy là ta đã hoàn tất được phần thân rồi, bây giờ mình sẽ móc cái phần nón. Nón thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư Móc đơn thứ năm Và mũi móc đơn thứ sáu Khi có được 6 mũi móc đơn liên tiếp nắm sợi len ngắn guốc lại Và giống như cái phần thân á Mình cũng để cái đầu kim sát lại cái sợi len nè à sau đó móc một mũi dời guốt lại cho mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn tức ta sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân hả móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm vào chân thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu vào chân móc thứ sáu tiếp tục kết thúc hàng. Sau khi đã có cho mình được hàng thứ hai có 6 mũi móc đơn rồi, hàng thứ ba làm tương tự như hàng thứ hai, mỗi chân móc một mũi móc đơn, ta sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân. guốc cho cái sợi len của mình nó khít cái vòng tròn ma thuật đầu tiên sau đó cắt cái đoạn len cho nó gọn ha tiếp tục kết thúc vòng móc thứ ba nè được ba hàng móc có 6 mũi móc đơn rồi thì hàng kế tiếp tăng mũi cho mình tăng mũi thì các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như sau hai chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn Sau đó chân thứ ba sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì cái vòng móc thứ tư này mình sẽ có tổng cộng là hai cụm móc như thế này ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi kết thúc vòng móc thứ tư thì ta sẽ có tổng cộng là 8 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng móc thứ tư ha, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó guốc lại cho sợi len mũi dời của mình nhỏ lại. Được một hàng tăng mũi rồi hai hàng kế tiếp không cần phải tăng mũi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Thì hàng năm và hàng 6 của mình sẽ có 8 mũi móc đơn vào 8 chân ha. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư, mũi thứ năm vào chân thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân móc thứ sáu móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ tám vào chân móc thứ tám được tám mũi móc đơn vào tám chân rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời tiếp tục guốc lại cho cái mũi dời nhỏ lại lên một xích hàng thứ sáu thì cũng làm tương tự ha tám mũi móc đơn vào tám chân Sau khi hoàn tất cho mình được hàng thứ sáu rồi thì kết thúc hàng nè. Lên một xích. Hàng kế tiếp là hàng thứ bảy. Thì hàng thứ bảy mình sẽ tiến hành tăng sai ha. Mình sẽ móc xen kẽ là một hàng tăng và hai hàng không tăng. Thì hàng kế tiếp mình sẽ tăng mũi nè. Tăng mũi thì mình cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Hàng bên trên của mình là hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Thì hàng kế tiếp sẽ là ba mũi mỗi chân. Xem hai mũi cùng chân ha. Móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên. Tiếp tục móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Được 3 mũi rồi nè, tăng tịnh tiến được một mũi rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có cái cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng ta sẽ có được hai cái cụm như thế này tức là tăng được hai mũi cho vòng móc này ha ba mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc sau khi kết thúc được cái hàng móc thứ bảy này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn tạo ra 10 chân cho vòng kế tiếp ha thì đối với cái phần thân nón của mình có một hàng tăng và hai hàng không tăng thì hàng thứ 8 và hàng thứ 9 các bạn sẽ móc cho mình vào 10 chân đó mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào mỗi chân hoàn tất được hai hàng móc mỗi chân một mũi móc đơn rồi nè thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi hàng thứ 10 các bạn sẽ tăng cho mình là 4 mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân ha mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi nè chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc thì vào móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cho đến cuối hàng ta sẽ có hai cụm móc các bạn tiếp tục xen kẽ cho mình một hàng tăng hai hàng không tăng một hàng tăng và hai hàng không tăng hàng tăng thì mình cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được cái độ rộng bằng một nửa so với cái độ rộng vòng đầu ở bên dưới là được và tổng số mũi móc của cái hàng đó nó sẽ chia hết cho 6 ha ở đây mình sẽ dừng lại ở hàng thứ 28 mươi thì cái phần thân trên của nó nó sẽ có được cái độ dài như thế này. Các bạn hướng vào cho mình cái phần đầu nè, nó sẽ có cái độ rộng bằng một nửa so với cái số đo vòng đầu bên trên. Và cũng có được một cái chiều cao giúp mình có thể bẻ cong lại tạo cái hình trái tim cho cái uh, ông già Noel thứ hai ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tăng size cho cái phần thân nón để trùm lại cái phần đầu. Thì cái hàng móc thứ 28 của mình có tổng số mũi móc là 24 mũi tức dần là ở cộng 10 mũi móc đơn mỗi chân, xen hai mũi móc đơn cùng chân nè. Và tổng số mũi móc của cái hàng này nó sẽ chia hết cho 6 rồi ha. Thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái hàng móc kế tiếp nè. Ta sẽ lấy tổng số mũi móc mà mình có được chia cho 6, 24 chia cho 6 thì được 4 mũi. 4 mũi đó các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đầu tiên mỗi chân làm một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba vào chân thứ ba được 3 mũi mỗi chân rồi cái chân thứ tư là cái chân mà mình chia được á chân đó móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì như vậy là cái hàng tăng mũi thứ 29 này nè ta sẽ có được cộng móc là 3 mũi mỗi chân xen hai chân chậm mũi các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có 6 cụm móc như thế này ha 3 mũi mỗi chân nè sau đó sẽ là hai chân chậm mũi ta được cụm móc thứ hai Móc đến cuối vòng rồi thì kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục tăng mũi cho mình, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì ba mũi mỗi chân bây giờ mình sẽ có bốn mũi mỗi chân. Xen hai chân chụm mũi. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, ta cũng có được sáu cụm móc như thế này cho vòng móc này ha. Sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Và xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân. Móc cho đến khi ta đạt được cái số mũi cuối cùng bằng với số mũi của cái vòng đầu mà mình móc ở cái phần thân này nè. Và ở đây mình cũng có một lưu ý nhỏ đối với những bạn nào mà tăng size nhiều hơn á, mình móc theo công thức thì các bạn cũng đảo ngược công thức cho mình ha. Đối với những hàng nào mà có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn á để cho hai cái mũi móc đơn cùng chân nó không có chụm vào nhau thì cái hàng kế tiếp của mình là bốn mũi mỗi chân các bạn có thể đảo cho mình là hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân và kế tiếp là hai mũi mỗi chân như vậy là khi cộng lại mình sẽ có được bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha nó cũng bằng với công thức rồi thì các bạn cứ móc cho mình xen kẽ một hàng đảo công thức và một hàng đều công thức móc cho đến khi đạt được tổng số mũi móc bằng với tổng số mũi móc của cái phần đầu khi đã đạt được tổng số mũi móc bằng với số mũi móc của phần đầu rồi thì các hàng kế tiếp móc đều không cần phải tăng mũi nữa. Tức là từ hàng 32 mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có được 42 mũi móc đơn vào 42 chân. Sau đó mình sẽ móc tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi đạt được cái độ sâu của phần thân nón. Khi mà mình đổi vào hơi chừa ra khoảng tầm 1 cho đến 2 hàng móc. Mình móc 5 hàng đều không tăng mũi nè, Lúc nãy đã có cái độ sâu khi mình đội vào rồi Đội xéo lại ra phía sau ha Chưa ra một đoạn để mình móc cái phần mặt ở phía trước nè Thì bây giờ mình sẽ tạo viên cho phần nón Ở hàng thứ 37 là hàng cuối cùng tạo viên cho phần nón Các bạn sẽ móc cho mình như sau Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi móc lên một xích Chân thứ hai móc một mũi móc đơn móc lên một xích tiếp tục chân thứ ba một buổi móc đơn lên một xích và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha cứ móc một mũi móc đơn lên một xích và một buổi móc đơn cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng móc lên một xích đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời các bạn có thể kéo dài sợi len và cắt len Mình cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu vào trong cái phần đầu Hoặc là nếu các bạn không có tỉ mỉ thì mình cũng có thể dùng keo nến và mình dán lại cho nó dễ hơn ha Thì cắt cho mình một đoạn len ngắn thôi Sau đó đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi giờ kết thúc Kéo sợi len ra phía sau Giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc bên trong Ta sẽ có được phần thân nón như thế này các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong thân nón và mình sẽ dán cố định cái phần nón này lên trên phần đầu ha. Tiếp theo thì mình sẽ móc chân và tay. Đối với chân và tay công thức móc sẽ giống như nhau, do nó có phần màu đen nên mình sẽ có công thức ở trên màn hình ha. Vòng đầu tiên móc 6 mũi móc đơn. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm, một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp theo mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều nhau không cần phải tăng mũi nữa cho đến khi cái phần chân của mình nó đạt được một cái chiều cao như thế này nhồi gòn vào bên trong và mình sẽ tiến hành khóa lại cái phần chân này ha thì để khóa lại nè các bạn sẽ chập cho mình cái phần thân lại theo cái mép mà mình kết thúc ở mỗi vòng luôn mình có chín mũi thì các bạn chụm cho mình từ chân thứ hai đâm kim vào chân thứ hai nè và đâm kim vào cái chân cuối cùng móc vào đây một mũi móc đơn tức là hai chân móc tương đương với nhau ha mình sẽ móc 4 mũi móc đơn vào 4 chân liên tiếp nè. Sau khi đã nẹp cho mình được cái phần chân lại rồi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Để khâu cái phần chân này. Đây là mặt trước ha thì cái mặt trước này các bạn tính cho mình từ cái phần đáy nè mình sẽ chừa lên hai hàng móc ta sẽ khâu từ cái hàng móc thứ hai mình sẽ khâu vào các cái chân móc tương đương đây là cái xích đầu tiên nè thì cái phần chân đó lấy một nửa sau đó từ cái chân móc cuối cùng của cái phần xích đó qua một nửa nữa tức cái phần chân nó sẽ nằm chính giữa của cái mũi đầu tiên này ha sau đó các bạn sẽ khâu lại mình sẽ khâu ở những cái chân móc tương ứng nha. Ở chân móc cuối cùng thì mình sẽ khâu hai lần để mình khóa lại cái phần khâu này. Và giúp cho cái phần chân của mình nó đứng cố định thì mình sẽ khâu thêm một phần nữa ở mặt trước. Với cái thân trước của chân nè khâu vào những cái chân móc tương ứng có thể khâu lên tới hàng thứ hai ha hoàn tất cái phần chân rồi nè khi mình đặt xuống thì nó sẽ không có bị ngã ra phía sau dấu sợi len thừa nè ta sẽ hoàn tất được chân như thế này và để giúp cho nó cố định luôn nó không có bị ngã ra phía sau nữa thì các bạn móc thêm cho mình phần đuôi Công thức móc phần đuôi thì mình cũng có để trên màn hình ha Hàng đầu tiên móc 6 mũi đơn Hàng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn Hàng thứ ba và thứ tư móc đều không cần phải tăng mũi cũng không cần giảm mũi Hàng thứ năm thì sẽ móc công thức một mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi Móc 4 cái cụm như thế này Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài nhồi gòn vào bên trong các bạn sẽ đặt cho mình cái phần thân của ông già Noel lên nè Xỏ sợi len này vào trong kim khâu Đặt cái phần thân cố định cho nó không có bị ngã Và mình sẽ khâu cái phần đuôi ở phía sau ha Khâu làm sao cho cái phần thân của mình nó đứng cố định luôn Và khâu ở chính giữa nha Cách khâu cũng tương tự như là cách khâu ở phần chân Nhưng mà mình sẽ khâu một vòng Đối với cái phần nón khi các bạn nhồi gòn á, mình sẽ nhồi lên trên phần đỉnh luôn để khi mình bẻ cong cái phần đỉnh này nó sẽ không có bị cái điểm gấp như thế này. Nhồi gòn vừa phải ha. Sau đó có thể khâu hoặc dùng keo nến đính cố định cái phần nón này lên trên phần đầu của thân nè. Để giúp cho phần nón khi mà mình bẻ cong không có bị về lại vị trí cũ, sử dụng cho mình một đoạn nhôm có kích thước tầm khoảng 2mm hoặc là có thể sử dụng kẽm cành ha chiều cao bằng với chiều cao của phần nón nè để mình có thể đâm luôn vào phần đầu nhé khi đến cố định được nón vào trong phần đầu rồi chừa ra một đoạn hở để mình tạo cái phần mặt ha tiếp tục móc cho mình hai tay thì hai tay công thức móc cũng giống như phần chân luôn tổng số hàng móc cũng bằng nhau luôn nhưng mà cái phần tay các bạn sẽ đính cố định cho mình ở phía dưới của phần nón phía dưới phần viên ha để che lại được cái điểm khâu nè sau đó mình sẽ sử dụng cái cọng nhôm đó các bạn sẽ đâm cho mình từ đỉnh nón xuống đến cái phần đầu có thể chọn một chân móc bất kỳ ha sử dụng cho mình cọng nhôm thì cái tính chất của nó mềm ha nó dễ bẻ cong hơn nè đâm từ trên cái đỉnh nón xuống đâm luôn vô phần đầu cho cái cọng này nó vào bên trong luôn nè thì như vậy lúc này khi mà mình bẻ cong cái phần nón á cái phần gòn các bạn sẽ chỉnh cho mình ở cái phần gấp để cho cái phần nón nó không có bị cái điểm g nhiều ha chỉnh lại cho cái phần gòn nó dàn đều ra thì ta sẽ có được cái phần nón tạo họa tiết tim như thế này các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái ông già noel tương tự như vậy nữa mình có thể thay màu ha cái phần mũi thì mình có công thức ở trên màn hình luôn nha để phân biệt được nam và nữ thì mình sẽ tạo hai bính cho nữ trước nè. Thì cái bính ở phần nữ các bạn sẽ làm như sau. Mình sẽ sử dụng màu trắng tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích này tương đương với 3 cái dây để mình thắt bính. Sau đó móc lên một mũi xích. Móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu lên thường ha. Chân thứ hai móc một mũi đơn và chân cuối cùng cũng móc một mũi đơn được ba mũi đơn vào ba chân rồi từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình tạo một cọng tóc đầu tiên thì mình sẽ móc tầm khoảng 18 cho đến 20 mũi móc xích ha tùy vào độ dài của phần tóc các bạn muốn nói dài hay ngắn mà mình có thể canh chỉnh cái xích này 4 5 sau khi hoàn tất được độ dài của cọng tóc đầu tiên rồi móc lên một mũi móc xích và lần lượt móc vào 20 mũi móc xích đó mỗi chân là một mũi dời mình sẽ có 20 mũi dời vào 20 chân móc xích hoàn tất đến mũi móc xích cuối cùng rồi nè thì kết thúc cái đoạn tóc đầu tiên các bạn đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở ba mũi móc đơn mà ta gây nên nè thì chân đầu tiên móc một mũi dời từ cái chân này các bạn tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái đoạn tóc ban đầu mình móc 20 mũi móc xích ha sau đó tạo cho mình 20 mũi dời và 20 chân móc xích đó hoàn tất được cộng tóc thứ hai thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn thứ hai móc một mũi dời và từ chân thứ hai này móc lên một đoạn xích bằng với hai cái sợi tóc này kết thúc cái đoạn tóc thứ ba thì mình đâm kim vào chân của mũi móc đơn thứ ba móc một mũi dời sau đó dời kim lên cái chân mà ta móc mũi móc đơn thứ ba đó móc tiếp một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta có thể cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó mình sẽ khâu cái phần tóc này ở bên dưới của cái phần viên nón ha hoặc mình cũng có thể dùng keo để mình đính cố định cũng được sau đó thắt bính lại và cột mình sẽ có được giới tính đầu tiên ha tiếp tục giới tính thứ hai nè mình sẽ tạo cái phần râu râu thì các bạn tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Móc lên một dây móc xích sao cho mình đạt được một cái độ dài. Từ bên này vòng qua tới bên này ha. Mình sẽ móc tổng cộng là 17 mũi móc xích. Hoặc là tùy tay thợ móc các bạn có thể móc tăng giảm cái xích này ha. Khi đạt được 17 mũi móc xích, ta có được cái chiều dài như thế này rồi nè. Thì móc lên tiếp tục một mũi móc xích. Sau đó lần lượt đâm kim vào 17 chân đó, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Hoàn tất được 17 mũi móc đơn và 17 mũi móc xích rồi, móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích chân kế bên móc một mũi dời ta sẽ tạo được một chòm râu đầu tiên từ đây móc lên 2 xích chân kế bên một mũi kép đơn lên 2 xích chân kế tiếp một mũi dời tạo ra được cái chòm râu thứ hai sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết ha cứ lên hai xích nè chân kế bên một kép đơn lên 2 xích chân kế tiếp một mũi dời và làm tương tự cho mình cho đến hết đến cuối hàng thì còn lại một chân móc cũng móc vào chân đó một kép đơn sau đó lên hai xích và chân đó cũng móc một mũi giờ để mình kết thúc lên một xích kéo và cắt len có thể cắt một đoạn len dài để mình khâu hoặc là cắt đoạn len ngắn và mình sử dụng keo mình đến cố định ha sau khi đã đến cố định được các họa tiết trang trí thì mình có thể trang trí thêm mắt và cục bông trên đỉnh nón nè ta sẽ hoàn tất được một cặp đôi ông già Noel trái tim khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn móc thành công và có một mùa giáng sinh vui vẻ